Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Và trời Hà Nội không hiểu lý do gì mà buổi sáng nay mưa rất là to. Và các bác đi làm rất là vất vả. Tôi thì được cái rằng là tôi phải chờ cho hết mưa đã, hết ngập đã thì tôi mới có thể đi làm được. Có một cái lý do duy tâm rằng là trời Hà Nội mưa to trong ngày hôm nay, bởi vì có một cái sự kiện nó rất là đặc biệt. Ngày hôm nay là cái ngày mà diễn ra cái phiên tòa xử án cái vụ án Đồng Tâm, mà ở đó ông Lê Đình Kình thì đã bị bắn chết và ba chiến sĩ công an thì cũng đã bị rơi xuống hố và tưới xăng đốt. Hai cái vấn đề về bốn cái chết này ấy, thì tôi cũng đã nhìn ảnh trực tiếp từ cái thời điểm đó, khi mà nó thông tin chưa ra lên mạng, thì phải nói rằng là các chiến sĩ công an có một cái nó rất là thê thảm, phải nói là như thế, chia sẻ với các bác là như vậy. Cái thứ hai nữa là về phía ông Lê Đình Kình ấy, thì trong cái ảnh mà tôi cũng đã xem ấy, thì ông ấy vẫn đội một cái mũ, nó gọi là mũ người già, nó có cái tai này, tai ngang áp này, mặc cái áo bông rất là dày và viên đạn thì là rất chính xác. Đấy là cái điều mà tôi có thể chia sẻ với các bác về tấm ảnh đó. Thế tuy nhiên ấy, ở cái video này tôi không bàn về cái việc đó, mà tôi có mấy cái câu hỏi và tôi chờ đợi rằng là thông qua những cái sự đối chất, thông qua cái sự phân tích logic của cơ quan điều tra, thông qua cái sự phân tích logic của phía luật sư và những cái lời khai và những cái lời biện hộ của bên bị can, cộng với cả là bên những cái bên gọi là những cái bên công tố mà gọi là xử lý vấn đề này, thì là nó có những cái gì hợp lý hay không. Thì ở đây tôi đang chờ đợi mấy cái điều như sau. Một là các vấn đề về pháp lý, về cái gọi rằng là căn nguyên gây nên cái vụ án Đồng Tâm này. Rất nhiều những cái ý kiến liên quan đến cái vụ án Đồng Tâm này, liên quan đến vấn đề pháp lý và liên quan đến vấn đề đất đai. Trong đó có việc 59 cái ha đất Đồng Xanh ấy, thì là như thế nào, thì tôi cần phải làm rõ cái điều đó và cái vai trò và những cái quyền lợi của cái tổ Đồng Thuận mà ông Lê Đình Kình và đến đa số của những cái người mà thuộc dòng họ Lê Đình, là dòng họ lớn nhất của Đồng Xuân, của Đồng Tâm ấy, ở đây là như thế nào, thì và cái quyền lợi và nghĩa vụ của họ ra làm sao, để từ đấy rằng là chúng ta xem được rằng là cái động cơ của họ là như thế nào. Đấy là một cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai mà tôi muốn, cái câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi rằng là xem xét thật kỹ, đó là bởi vì là nó liên quan đến ba cái chết, một phía bên kia thì nói rằng là ông Lê Đình Kình thì gọi là bị bắn chết, họ kia rất là nhiều, và bên phía bên này cũng nói rằng là ba chiến sĩ công an thì cũng đã chết rất là thảm thương. Thì ở đây tôi đang băn khoăn mấy cái nguyên nhân nào, cái động cơ nào để ba chiến sĩ của ta trực tiếp xông vào bên phía bên đó. Đấy là cái mà tôi rất quan tâm. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà xác định trấn áp ngay từ đầu thì không có chuyện đó. Người ta sẽ phải bắn hơi cay, người ta sẽ phủ xuống gây choáng tất cả mọi thứ, rồi là cùng xông lên đồng loạt, chứ không có cái chuyện rằng chỉ có ba chiến sĩ xông lên như thế. Đấy là cái thứ nhất. Bên phía thì tôi nghi ngờ rằng nếu mà bên phía ba chiến sĩ đấy mà xông lên đầu tiên thì có nghĩa rằng họ đang mong muốn một cái gì đấy mang tính hòa giải và mong muốn một cái gì đấy mang tính thỏa thuận hơn là cái việc rằng là xông vào để giết người. Cái thứ nữa là cái việc mà giữa bốn cái chết đấy thì ai là người chết trước. Ở đây ấy, tôi chia sẻ rằng ấy, có nghĩa rằng ở đây nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra mà tôi cần làm rõ. Một, cái trường hợp số 1 rằng là ông Lê Đình Kình bị bắn chết trước, và từ đấy là nó gọi rằng là thổi bùng lên cái mâu thuẫn và dòng của dòng họ Lê Đình, và họ lúc đấy họ ra tay sát hại ba công an. Cái thứ hai ấy, nếu mà ba công an bị sát hại trước rồi từ đấy mới dẫn tới cái chết mà bị bắn của ông Lê Đình Kình, thì lúc đấy là cái bản chất sự việc nó sẽ như thế nào. Đấy là cái câu hỏi thứ hai mà tôi rất là quan tâm đến cái sự việc mà cái chết ra làm sao. Cái thứ ba nữa tôi cũng muốn quan tâm hỏi các bác rằng là và cái dự án này rằng là những cái mâu thuẫn về đất đai, những cái mâu thuẫn đó
có được giải quyết bằng con đường tòa án hay không, con đường tòa án hay không. Có nghĩa rằng là bên phía dòng họ Lê Đình hay là một cái gì đấy, họ có thể là hoàn toàn lựa chọn cái phương pháp tòa án. Những cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đấy hoàn toàn có thể dựa vào con đường tòa án để mà đòi lại công lý của mình. Thì tại sao họ lại không đòi? Cái thứ tư nữa mà tôi muốn hỏi rằng là phải làm rõ, phải làm rõ cái chẳng hạn như là cái việc mà ông cái tổ đồng thuận hay là cái ông Lê Đình Kình và những người xung quanh đấy là có nhận sự trợ giúp của những cái hoặc là trợ giúp về tài chính, trợ giúp về vật dụng, trợ giúp về những cái lựu đạn hay tất cả mọi thứ xung quanh ấy, gọi là vật dụng, gọi là vật vũ khí ấy. Thì cái sự trợ giúp này từ đâu mà có? Và thực sự rằng là ông Lê Đình Kình hay là những người khác có nhận tiền của những cái bên khác hay không? Đấy là cái câu hỏi mà thứ tư tôi muốn hỏi, muốn làm rõ ở cái phiên tòa này. Và cái thứ năm ấy, cái thứ năm tôi muốn phải làm rõ thêm một cái nữa rằng là nhìn qua toàn bộ cái phiên tòa ấy, thì thông qua việc đối chất rồi phiên qua cái việc gọi là xử lý của bên phía luật sư, thông qua cái việc gọi là công tố của bên công tố viên, rồi rằng thông qua cái việc xử án của bên tòa hình sự đấy, thì là mọi các điều khoản, mọi các thứ nó có được tôn trọng hay không, và phiên tòa có được công khai hay không, và thỉnh thoảng có cái điều gì đấy nó có bị ngắt giữa chừng hay không, gọi là ngắt video giữa chừng ấy, kiểu thế. Khi mà công khai thì tất cả những cái diễn biến của phiên tòa đấy tổng thể từ đầu tới cuối thì có một cái gì đấy nó phi logic hay không, thì sẽ chờ đợi những cái thứ đó ở cái phiên tòa. Cho nên rằng là năm cái điều chờ đợi này của tôi ấy, tôi mong muốn rằng là có một cái gì đấy để mà người dân thượng tôn pháp luật, chứ không thấy mà tôi thấy rằng là rất nhiều người đang gọi là mất niềm tin vào pháp luật và nói rằng là không thể làm như thế được. Cá nhân tôi thì không nghĩ thế, bởi vì pháp luật hay cái gì đấy nó mang lại cho mình một cái chính danh, còn khi chúng ta chưa hết cách mà đã sử dụng cái biện pháp cuối cùng là biện pháp cực đoan ấy, thì rõ ràng là không nên. Còn nếu mà chúng ta chứng minh được rằng là chúng ta đã hết cách rồi, xử lý hết tất cả mọi thứ rồi, thì đương nhiên rằng là có một cái gì đấy người ta sẽ đồng cảm với chúng ta đấy. Nhưng ở đây thì tôi chưa thấy cái việc mà hết cách ở đó. Thì rất nhiều những cái gọi rằng là động thái xung quanh cái phiên tòa này, thì tôi cho rằng đây là một trong những cái phiên tòa lịch sử để nó xử lý những cái vụ của hai thời kỳ 10 năm 2006-2016 đấy, và thời kỳ hiện tại bây giờ, thì để xem có một cái sự gì đấy nó khác nhau hay không ở vấn đề này. Bởi vì những cái việc mà vi phạm của ông Lê Đình Kình thì cơ quan điều tra nói là vi phạm ấy, thì nó diễn ra rất là lâu rồi, từ những năm 1982 cho đến rằng là lập cái tổ đồng thuận là năm 2013 dạng vậy. Thì chúng ta chờ đợi xem như thế nào. Và cái vai trò và cái lý do mà phía biện hộ của bên phía của ông Lê Đình Kình và mọi người nói rằng là cái việc mà hai đại biểu Quốc hội cộng với cả rằng là ông Nguyễn Đức Chung là như thế nào ở đây, thì tôi cũng chờ đợi xem rằng cái vấn đề nhạy cảm với ông Nguyễn Đức Chung có được nêu ra ở phiên tòa hay không, hay từ mà nêu ra là từ đâu, từ phía bị hại hay là từ phía nào đó. Thì ở đây chúng ta thử ngồi và lắng nghe cái phiên tòa này rất là kỹ, bởi vì đây là một cái phiên tòa lịch sử, và tôi chờ đợi xem rằng là bên tòa án tư pháp mà bên cái chỗ của gọi là đứng đầu là anh Nguyễn Hòa Bình ấy, có một cái gì đấy nó công minh hay không. Bên phía công tố viên hay là công tố của bên Viện Kiểm sát Hà Nội cộng với cả là bên điều tra thu thập chứng cứ hay tất cả mọi thứ khi trình lên, thì nó có chính xác, nó có logic hay không, và nó trở thành một cái gì đấy nữa, mà nó trở thành một cái gì đấy nó gọi rằng là cho chúng ta một cái nhìn nó toàn cảnh, một cái nhìn nó rõ ràng, và một cái gì đấy nó minh bạch ra. Bởi vì là tôi thấy là những cái phiên tòa, tại sao tôi nói thế, giờ đây tôi chia sẻ nhỏ với các bác thôi, rằng là tôi thấy ngày trước những cái phiên tòa thường thường là sự kín, và mọi thứ thì phóng viên không được tiếp cận để mà theo dõi. Thế tuy nhiên ấy, những cái vụ án từ bắt đầu từ những cái thời mà ông Nguyễn Đức Kiên rồi cho đến tất cả những cái vụ án rồi ông Đinh La Thăng rồi một loạt cái vụ án của Út Chọc hay tất cả mọi thứ bây giờ ấy, thì các bác có thể thấy được rằng là có một cái sự thay đổi rất là lớn. Mình phải nhìn nhận thực tế nó là như thế. Bên công tố như là bên Viện Kiểm sát thì họ có những cái lý từ trừ cái vụ ông Nguyễn Đức Kiên thì rất là nhiều những cái lằng nhằng ra, còn sau đó thì những cái vụ khác thì hầu như là đưa ra những cái chứng cứ nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể, và đa phần những cái bị can ở trong đó là không thể nào mà
chối tội được. Thế cho nên là cái dư luận trái chiều xung quanh những cái vụ án đấy nó rất ít, chứ không như rằng là diễn biến của cái phiên tòa của ông Đinh La Thăng. Thì các bác thấy được rằng là diễn biến của phiên tòa ông Đinh La Thăng thì nó cực kỳ là khủng khiếp. Mà các bác nào mà nhớ cái thời điểm đấy thì còn có hẳn một cái trang nó gọi rằng là mấy triệu chữ ký để mà ủng hộ ông Đinh La Thăng tranh án, kiểu thế. Thì các bác vẫn thấy được rằng là cái sự biện hộ của ông Đinh La Thăng cũng phải nói là tuyệt vời đấy, chứ không phải là không đâu. Mình cũng phải rằng là nhận xét là như vậy. Còn bây giờ thì cái việc đấy là nó khác hẳn rồi. Có nghĩa rằng cái công tác điều tra nó cũng đang rất là cụ thể, rất là tốt, chứ không phải rằng là cái công tác điều tra gì cả. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc lại với các bác một tẹo rằng là tôi đã có một cái video clip nói rằng là cái việc tiếp xúc của luật sư là từ đầu, mà còn trong vừa rồi là cái bên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ấy, là có một cái gì đấy nó hạn chế và liên đoàn luật sư là phải kêu lên, và tôi làm hẳn một cái video clip đấy và yêu cầu rằng là nghĩa là về cái việc mà thượng tôn pháp luật từ chính cơ quan pháp luật và việc luật sư phải tiếp cận đầy đủ hồ sơ của vụ án là việc nên làm, như là và chúng ta tranh cãi dựa theo cái hồ sơ đó, chứ không phải là tranh cãi bất cứ theo cái gì cả. Thì sau đấy thì bên luật sư thì cũng đã nhận được rồi và cũng đã có được cái rồi, nhưng cụ thể thế nào thì chúng ta vẫn cứ chờ diễn biến cái phiên tòa xem, để xem cái tính minh bạch nó tới đâu. Vì tôi cho rằng đây là phiên tòa lịch sử và nó sẽ ảnh hưởng rất sâu rộng đến những sau này, tùy thuộc theo cái kết quả của nó như thế nào. Thì rất cảm ơn các bác đã theo dõi và chúng ta cùng chờ đợi trong ngày hôm nay, một cái ngày mà Hà Nội đang mưa rất là to.